Cội rễ là văn hóa, gốc rễ của mỗi con người, mỗi dân tộc. Những người trẻ trong đội thanh niên tình nguyện Sông Mã tin rằng sự hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc, hay đúng hơn là về cội rễ của mình, sẽ là nền tảng vững chắc để mỗi em nhỏ trưởng thành. Có một câu nói là dân tộc nào có đọc sách thì dân tộc đó còn hy vọng. Thế nhưng mà sách đối với các bạn trẻ vùng cao nó lại tiếp cận rất là khó. Cho nên là chúng mình mong muốn là sẽ thu hẹp khoảng cách đi lại. Từ cội rễ này thì chúng mình mong muốn là thư viện sẽ được xây dựng và bắt nguồn với những cuốn sách gắn liền với truyền thống và văn hóa bản sắc dân tộc ở đây. Hơn 10 năm hoạt động, mỗi năm các thành viên trong đội thanh niên tình nguyện Sông Mã đều chú trọng đến việc dạy học cho trẻ em vùng cao. Riêng thư viện Cội Rễ mới hoạt động được 3 năm nhưng đã thực sự khơi gợi niềm hứng thú sách cho các em nhỏ bằng cách tự nhiên nhất. Ở cái ngày đầu tiên mà bọn mình mang sách lên trên Lạp Văn Tần thì các em rất là hứng thú. Thế nhưng mà sau một thời gian thì cái sự hứng thú đấy nó nguội dần đi. Thì chính vì thế lúc đấy chúng mình mới bắt đầu thực hiện các hoạt động khuyến khích các bạn ấy đọc sách, như là chiếu phim, đọc sách cùng em, kể chuyện. Thì sau 3 năm cái sự hứng thú đấy nó không phải là với một điều gì đó mới mẻ nữa, mà nó là một niềm ham thích thực sự đối với sách. Với hy vọng sẽ có nhiều hơn những em nhỏ trưởng thành nhờ sách, quay lại yêu và bảo vệ mảnh đất nơi mình sinh ra, Thư viện Cội Rễ trao cho các em nguồn tiếp cận tri thức đa dạng, phong phú để mở rộng thế giới của chính mình thông qua những trang sách.